trân trọng giới thiệu một siêu phẩm sắp xuất hiện tại Long Thành, Đồng Nai. Khu đô thị thương mại giải trí Zen Skyworld với quy mô 92 ha được quy hoạch hiện đại, đồng bộ mang đến không gian sống đẳng cấp xứng tầm. Cảng hàng không quốc tế là cửa ngõ giao thương, nơi kết nối mạng lưới giao thông vận tải trên toàn thế giới. Đó là điều vô cùng cần thiết cho kinh doanh toàn cầu và du lịch, đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đặc biệt là ở các nước đang phát triển. Có sân bay di chuyển sẽ nhanh chóng và thuận tiện hơn, con người kết nối lại gần nhau hơn. Từ đó, giao lưu văn hóa, trải nghiệm du lịch địa phương trở nên dễ dàng. Chính vì thế mới nói, gần sân bay là gần cả thế giới. Khi sân bay quốc tế Long Thành được hình thành, thì bộ mặt khu vực sẽ thay đổi nhanh chóng. Việc kết nối giao thương kéo theo sự phát triển về hạ tầng, làm cho nền kinh tế của khu vực tăng trưởng mạnh mẽ. Bên cạnh đó, mạng lưới hàng không quốc tế đa dạng của sân bay sẽ thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài, tạo ra sự phát triển vượt bậc, toàn diện về kinh tế, thương mại, dịch vụ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường, đặc biệt là nhu cầu đầu tư bất động sản. Để đón đầu xu thế đầu tư, các đại gia địa ốc luôn tìm kiếm cơ hội đầu tư bất động sản ở những khu vực gần hình thành sân bay. Cảng hàng không quốc tế Long Thành là tâm điểm thu hút giới đầu tư tại thời điểm hiện tại. Thông đường bộ, dự án nằm gần quốc lộ 51 và hai tuyến cao tốc huyết mạch, cao tốc Bến Lức Long Thành, cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu là đầu mối giao thông trọng điểm của khu vực phía Nam, là trung tâm tiếp vận, công nghiệp, tài chính quan trọng. Song song đó, dự án tọa lạc giữa hai đường huyết mạch vào thẳng sân bay Long Thành, đó là đường Phước Bình Bầu Cạn và Phước Bình Tân Hiệp. Về đường thủy, dự án đi dọc đường 911 ra thẳng cảng cái mép cảng lớn thứ 19 trên thế giới và đi đầu về phát triển dịch vụ logistics, trung tâm thương mại, tài chính, ngân hàng, các dịch vụ cho du khách quốc tế, là điểm tập trung các hoạt động du lịch, quảng bá hình ảnh Việt Nam ra quốc tế, những tiện ích hiện hữu sẵn sàng phục vụ cư dân truyền thống, trường học các cấp, bệnh viện, trung tâm hành chính. Không chỉ chú trọng đến những lợi thế từ sự phát triển đồng bộ của hạ tầng, chủ đầu tư còn chăm chút trong từng thiết kế để mang đến bản xanh nhiều mát cùng những tiện ích đẳng cấp phong phú ngay trong dự án. Trung tâm thương mại, công viên thế giới tuổi thơ, quảng trường Waterpark, trường mẫu giáo, mini mart, ẩm thực thủy tạ, hồ Thiên Nga, vườn trái cây nhiệt đới, trung tắm thể thao, hồ bơi, khu cắm trại BBQ, công viên cây xanh được xây dựng với diện tích lớn, mang lại không gian an lành, hạnh phúc cho gia chủ.